Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Trung Ô Tô, chuyên kinh doanh các cái dòng xe đã qua sử dụng, có địa chỉ là 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và ngày hôm nay bên em lại mới về thêm một chiếc xe của hãng Toyota, đó là chiếc Fortuner. Chiếc này là máy xăng 2 cầu số tự động nha quý anh chị nhé. Chiếc này đời 2010 đấy ạ. Hàng còn rất ít đấy. Bây giờ em xin phép đi một vòng quanh giới thiệu qua về phần ngoại thất, thân vỏ và cũng như là nội thất của chiếc xe. Về nước sơn của xe thì xe có màu ghi xám nhé các bác nhé. Đấy, như bác thấy, màu ghi xám. Và mặt ca lăng thì tới đời 2010, cái mặt ca lăng cũng rất là khác, vẫn là như này, cũng rất là giống như cái lưới. Đúng không ạ? Và đây, hệ thống đèn pha của xe thì chủ trước họ đi đã lên được rất độ nguyên cả một bộ đèn này, mới tinh. Toàn đèn LED luôn đấy ạ. Và đèn gầm thì vẫn là đèn halogen đấy các bác nhé. Xe này là tư nhân một chủ nên là họ cũng rất là thích chơi xe nên là họ đã độ lên rất nhiều. Đấy, máy xăng 2.7. Đây như các bác thấy. Dàn lốp này thì cũng khách cũng đã mới thay. Đây em xem cái đế lốp của xe. Em nhìn cái đế lốp của xe là bao nhiêu nhỉ? À không phải, rất ít. Con này đi quá ít các bạn, đem quay sát hơn ạ. Đây, tuần thứ 37 năm 2010. Thế chính tỏ xe này là lốp nguyên theo xe, vẫn còn nguyên. Ngày đó thì chiếc hai cầu này vẫn được trang bị bộ mâm là 17 nhé quý anh chị nhé. Ô thật sự là em cũng rất giật mình. Một chiếc xe 2010, xe đi quá ít, 5 lốp vẫn còn nguyên theo xe. Đây em xin phép quay xuống cái lốp thứ hai một chút nữa thì không lại bảo có một lốp thôi ạ. Đâu ạ, ôi giời, chả nhìn thấy gì. Bên này chắc là đảo vào trong rồi. Lốp còn nguyên zin Fortuner V đời 2010. Như các bạn thấy đây, lốp này thì cũng hơi mòn một chút rồi, vì đi cũng khá nhiều. Đúng không ạ, à, cũng được hạ rồi, chứ không phải đi khá nhiều. Gầm bệ vẫn còn như mới ạ. Ôi dồi ôi, không ai nghĩ một chiếc Fortuner đời 2010 mà vẫn còn đẹp như thế này. Thật sự là em cũng thấy rất bất ngờ đấy ạ. Đây như quý chị thấy ạ. Ôi, gương thì gương cũng được chỉnh cập điện hết rồi này các bác này. Em xin phát đi phía bên trong. Chủ xe thật là chơi. Chiếc này đây, cửa điện nha các bác nha. Và qua đây một chút này, hệ thống chỉnh gương và khóa cài cầu sau. Và vi sai. Đấy. Và đây, hệ thống số tự động và đây cài cầu. Ô, một cái điểm nữa là xe đã được lên độ đầy lổ start top đúng không ạ? Các bác thấy hai cầu lên cả màn hình luôn các bác. À, họ đã lên rất nhiều, chủ trước họ lên rất nhiều nha các bác nhé. Nội thất ghế được bọc da màu kem sữa đúng không ạ? Đây như các bác thấy lên rất nhiều đồ rồi. Thật sự là em cũng khá bất ngờ về chiếc xe. Đây em xin phép đi xuống hàng ghế thứ hai. Xe lên rất nhiều đồ nha các bác nhé. Xe 2 cầu Fortuner, máy xăng 2 cầu số tự động. Đấy, thảm sàn chủ trước họ cũng là rất là tinh tế khi làm cái thảm màu da bò rất đẹp đúng không ạ? Điều hòa vẫn hai dàn lạnh và cửa gió thì đến từng vị trí nhá quý anh chị nhá. Thế rồi đây, bệ tì tay rất đẹp của chiếc Fortuner đời 2010. Trông rất là đẹp đúng không ạ? Như bác thấy rất đẹp nha. Em còn không nghĩ là cái xe này của vừa đã quên không cho quý anh chị xem. Xe đi được hơn 5 vạn thôi. Và đây hàng ghế thứ ba và cũng như là phần chứa đồ đúng không ạ? Thảm lỉ còn rất là sạch như quý anh chị thấy. Họ rất giữ gìn, xe chủ xe rất cẩn thận này các bác thấy. Gập ghế lên sẽ có rất nhiều cái khoảng trống để mình có thể chứa đồ khi đi xa. Và nếu như chúng ta hạ cái hàng ghế này xuống thì chúng ta sẽ có thêm cái vị trí ghế ngồi nhé. Chiếc xe này rất thích hợp với đi gia đình cũng được, đi đất đi chơi hoặc đi phượt thì rất là tuyệt vời vì xe hai cầu mà. Và trong công việc thì những bác nào mà hay đi công trình hoặc là đi làm dự án thì sẽ cũng là rất là hợp lý đúng không ạ? Và hiện nay trên cái thị trường xe đã qua sử dụng, chiếc Toyota Fortuner 2 cầu máy xăng số tự động này bên em đang chào bán với cái giá là 438 triệu nhé.
giá cả thì rất linh hoạt, mà giá này là giá rất là hợp lý để quý anh chị khi sử dụng một chiếc xe hai cầu, đúng không ạ? Dòng SUV. Đấy. Quý anh chị nào có quan tâm xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị ô tô Bika Hà Nội, 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và khi quý anh chị có đến với siêu thị ô tô Bika Hà Nội, chúng em thì chúng em sẽ cam kết tất cả quý anh chị về chất lượng nhé. Xe không bị đâm va hay là tháo cổ máy, bổ máy, ngập nước thủy kích và giấy tờ an ninh an toàn rõ ràng nhé các bác nhé. Và một điều nữa là em xin nói nhắc lại là quý anh chị nào có quan tâm đến chiếc xe thì xin liên hệ với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày mới với nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn. Em xin chân thành cảm ơn ạ.